Đây là một cái mẫu xe điện mà dùng cái tấm pin trực tiếp với các bạn nhá. Đấy, trên này nó có một cái tấm pin solar. Đấy, hiệu xe thì là đây. Nhìn đằng trước thì rất là đẹp. Của Trung Quốc này xuất hiện trên địa hình ở thủ đô Bangkok, Viêng Chăn, Lào.